đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Người xưa cảnh cũ, còn đây mới đó. Tới nay đã hơn 10 năm rồi. Wow. Em có nhớ cung trên cung đường này, anh và em đã từng đóng chung với nhau một bộ phim. Và lúc đó anh còn trẻ lắm, tóc anh vẫn còn dày lắm, và anh yêu say đắm em. Em nhớ rồi, thưa quý vị, anh Quốc Thuận đang nhắc đến bộ phim Thẩm Mỹ Viện. À, như đó. Phim Hiệp Sĩ Đường Phố. Dạ đúng nữa. Rồi, Hiệp Sĩ Đường Phố nữa. Lúc đó hai anh em còn trẻ, còn rất là dễ thương. Nhưng mà bây giờ thì hai anh em dễ thương hơn. À, nhưng mà nghe nè, hôm nay tự nhiên em đưa anh tới cư xá Thanh Đa này để làm gì? Để ôn lại kỷ niệm xưa à? Dạ không, hôm nay em đưa anh đến cũng như là quý vị khán giả đến để gõ cửa thăm nhà một nhân vật rất là đặc biệt. Và đây là một nhân vật em rất vừa nể vừa thương nữa. Chắc lớn tuổi lắm đúng không? Dạ không, là một cậu bé. Cậu bé. Cậu đã dùng lời ca tiếng hát của mình để đi phục vụ cho bà con, đem cái đồng tiền về để nuôi mẹ bệnh. Thôi mà quý vị hãy cùng theo chân Quốc Thượng và Ngọc Lan đến với nhân vật kỳ này trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Ở đây nè. Đây nè anh. Dạ con chào cô chú. Chào con. Dạ. Chào anh. À, em xin giới thiệu hai anh em của em, Quốc Thuận và Ngọc Lan, đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Hôm nay là đến thăm gia đình của mình. Dạ. Dạ xin chào. Dạ. Ê, mời chị nha. Chào con. Ừ, chào con. Rồi, chú vô nghe. Vô. Tuổi 13 con phải xa gia đình. Xin chào cả nhà. Nhật ơi, thì giờ con giới thiệu về các thành viên trong gia đình đi. Dạ, con tên là Nguyễn Minh Nhật. Năm nay con học lớp 11. Hôm nay là mẹ con tên là Đức, ba con tên là Thành. Bây giờ hỏi Nhật nè, hỏi Nhật là con tham gia những cái cuộc thi nào rồi? Dạ, cuộc thi đầu tiên là Giọng Hát Việt Nhí. Con thi 2 năm, năm 2017-2018. Thì 2017 là vậy gì con đang vỡ giọng nên là con rớt con giống mà 2018 con quyết định con thi lại nữa. Con có được cái giải thưởng. Dạ con lấy top 10. À, Đức ơi, cái công việc của Đức hiện giờ đó là gì ạ? Hồi trước thì em là đi dạy, em giáo viên dạy toán lý. Từ năm 2018 là theo Nhật đi thi Giọng Hát Việt Nhí, xong cái là do là em bị biến chứng của bệnh thận, bị u tuyến thận giác. Cái là mổ ở này luôn. Hiện tại thì tình trạng sức khỏe của em như thế nào? Nói chung thì chạy thận cũng lâu rồi, lúc em nhập 16 tháng là em bắt đầu chạy thận cho tới giờ này. Nó chạy càng ngày nó sẽ yếu dần đi. Biến chứng qua nhiều cái khác thì nó sẽ mệt hơn, như bây giờ thì em bị tim, rồi bị huyết áp, rồi bị cơ thể mất khả năng giữ canxi luôn. Nên em hay bị tơ tay tơ chân á, hay bị tụt canxi á. Bị xong cái em bị té và nó gãy hết cái xương sườn á. Em không tự ngồi dậy được, cũng không tự nằm xuống được. Em quanh quẩn cái giọng rồi. Nhật này, cái ngày mà mình đi thi là lúc đó con có biết mẹ nhập viện không? Dạ, chương trình giấu hơn luôn. Xong ngày hôm sau con thi xong rồi, mọi người mới có trao đổi với con, xong rồi mới dắt con đến bệnh viện để gặp mẹ. Là lúc đó mẹ con đang nằm ở trong bệnh viện, xong rồi mặt sưng lên tùm lum tại vì nó bị ứ nước. Giờ vô thấy mẹ tự nhiên con phải nhìn một dập hồi con mới thấy được, mới tìm nó nhận mẹ. Ra mẹ nó nhìn mà nó nhìn ra mẹ, nó cứ đến gần lại vài xong cái nó cóc nó ồ là mà nó cứ nó ôm nó hôn vậy nè. Cái là những cái hình ảnh mà lúc đó là mình không có nghĩ, mình không có nhớ, mình chỉ nghĩ ôm con thôi. Nó hạnh phúc lắm em. Anh hồi nãy anh bước vô nhà đó thì anh thấy nè, có tủ đông nè, rồi có mấy cái bịch kẹo rồi nè. Dạ, ngoài ba con đi chạy xe để chạy để kiếm tiền thì mẹ con ở nhà thì thấy con với ba làm vậy nên là thì cũng tìm công việc này công việc nọ để mà làm kiếm thêm thu nhập. Thì lúc trước là mẹ con
có đặt hải sản từ UE vào. Thì trong này nhập đồ tươi vào để mà bán để cứ cuối tuần thì thường bán online đúng không? Ừ. Con có thể mang những sản phẩm ra đây để mà giới thiệu đây nha. Dạ đây. Đó. Cái này là túi mẹ con làm. Đây đã giao sao chuẩn bị giao cho khách. Làm. Mọi người ơi, mọi người ơi. trên tay Ngọc Lan và Quốc Thuận đang cầm những cái sản phẩm handmade kẹo. Cái này được gọi là handmade kẹo nha. Kẹo handmade kẹo được làm bằng từ sữa và các loại hạt. Từ sữa và các loại hạt có rất là nhiều vị, nhiều vị để cho mọi người có thể lựa chọn. Và được gói trong những cái bao rất là xinh xắn như thế này. Hoặc là quý vị có thể mua một cái gói như vậy để làm quà tặng cũng được. Đó. Dạ đây, quý vị muốn đặt hàng thì quý vị hãy liên hệ vào số điện thoại. Dạ 0936 953 986. 0936 953 986. Ngon quá em ơi. Ngon. Ủa Thành ơi. Dạ. Thành chạy xe, tức là chạy xe công nghệ hả? Em chạy Grab anh. Ừ, để lâu chưa? Lúc mới vô. Lúc mới vô ạ. Grab bay đúng không? Rồi bây giờ anh hỏi nè, tình trạng căn nhà này là như thế nào? Dạ, cái đây là nhà thuê nhưng mà trước kia là mới vào là ở gần bệnh viện á. Nhưng mà nhà nó chỉ có khoảng 12 mét vuông. Nên là nó rất là chật, nhà bên lỗ mà sóng điện thoại không có dính lọt được. Nên là ngột ngạt quá cái. Rồi cái chị báo thanh niên vô thấy nhà ở chịu nổi cô thuê. Dạ. À, ở đây thuê tháng nhiêu em? Dạ cái đây là 4 triệu. Nhưng mà trước đây công việc của anh ở dưới quê là ở ngoài quê là mình làm gì? Ở ngoài quê là hai vợ chồng trước kia là giáo viên dạy toán. Đến khi mà xã vô đây nhập viện á, càng ngày càng nặng dần cho nên quyết định là bỏ việc này đó luôn. Và vào đây đi chạy xe Grab với lại đi dạy gia sư rồi đó. Thường là Nhật đi diễn vậy là ba sẽ đi cùng con hả? Dạ thường nếu mà ba rảnh thì ba sẽ chở đi. Nếu mà nhiều hôm mẹ mệt thì con tự bắt xe. Dạ. Là xô con nhiều không? Tùy lắm cô, tại vì con là đang ở cái lứa tuổi nó đang lỡ cỡ nên là rồi. Thường là con sẽ đi hát vào những cái dịp và có lễ hội hay gì đó. Lúc mới thi xong là con hay đi hát ở chùa. Tại vì là mẹ kêu là khi mà con nhận được nhiều cái sự ủng hộ, tình yêu thương của mọi người thì cái đó giống như là một cách để mà cảm ơn mọi người. Dạ. Hát ở đâu cũng được. Dạ. Miễn nó là một cái nơi để mình thỏa cái đam mê của dạ, mình rồi. Là được rồi. Dạ. Sau chương trình này có lẽ là Lan và anh Thuận sẽ cố gắng để mà kết nối những cái phòng trà hoặc là những cái quán cà phê để cho con hát. Tại vì học lớp 11 là đã hát nhạc người lớn đúng rồi. Đúng rồi, chứ không phải hát nhạc con cò bé bé nữa đâu. Đúng rồi, hát nữa nè. Rồi, bây giờ vậy nè. Chương trình ngày hôm nay đó, trước tiên là trò chuyện thăm hỏi về cuộc sống, gia đình. Và sau đó là chúng ta sẽ ngồi ăn cơm với nhau để trò chuyện thêm nữa. Lâu lắm rồi chị Đức không có được đi ra ngoài chơi. Thì thôi bây giờ nhân cái dịp này chắc là nhờ anh sẽ hỗ trợ em để đưa chị xuống dưới để mình cho chị hít không khí ở ngoài trời rồi mình trò chuyện với nhau luôn. Yeah, mình ủng hộ nghe. Rồi anh đã đang tập hát với Nhật. Lâu rồi tôi không được hát. Mình ngồi đu lên trên vậy mình mệt không? Sướng lắm. Không chứ thì bình thường em thấy là mình đu vậy mình cũng phải gồng hai cái tay mình lại mệt lắm chứ bộ. Rồi đây mình ngồi đây đi. Mệt không? Thôi bây giờ mình ôm lại kỷ niệm ngày xưa hai người yêu nhau như thế nào nè. Mình với anh Thành là bạn học cùng lớp sư phạm. Xong rồi hai đứa là anh em kết nghĩa. Em gái mưa đồ hả? Đã từng dẫn người này đi tán gái mà. Dễ hả? Sau đó thì đến năm 2, cuối năm 2 anh này không biết là đổi hướng, tỏ tình. Xong ra trường được 2 năm sau là hai đứa cưới. Ủa nhưng mà sao tự nhiên đang làm em gái mưa cái chuyển qua yêu người ta tỏ tình biết ta vậy? Tình yêu đâu vậy? Nói chung là nó rất là khó tả, mình không tả được. Đó là cái sự tôn trọng và sự nể phục. Nói chung là ngày xưa mình đi học là mình, nói chung là gia đình rất là nghèo. Nhà mình lại có, lúc đó là có hai người anh trai bị bệnh giống như mình mất. Một anh mất thì lại chưa có gia đình. Một anh nữa mất là năm mình học sư phạm, năm 3. Anh mất thì anh đỡ lại 5 đứa con rồi. Đứa lớn hơn lớp 8, một đứa nhỏ mới 3 tuổi. Nói chung là mình không có thời gian đi chơi với bạn bè. Cố gắng đi học và làm sao để dành được cái suất học bổng đó. Rồi đi làm thêm, rồi kiếm tiền về nuôi 5 đứa cháu. Nên là học hồi đó, lúc đó là học lúc nào cũng là học sinh giỏi. Được học bổng này nọ vậy đó. Anh thì chắc là từ bạn bè rồi từ là đỡ phục cái đó rồi mới chắc yêu mình. Chứ hồi đó mình nghèo mà mình lụm thụm lắm, không có phải là sang trọng như mọi người. Nhưng mà mình phát hiện mình bệnh như nào? Từ hồi sinh viên thì đã biểu hiện bệnh nhưng mà không biết. Do ở nhà là có hai người anh bị bệnh rồi thì cũng đi khám nhưng mà không có phát hiện ra. Đi học là nổi danh tên là Đức Rồn. Ngồi chơi với bạn ăn một ly chè thì 10 phút sau trả lại nguyên ly chè đó luôn.
ói, anh là ăn là ói ra luôn vậy á. Cứ nghĩ là chắc là do đi học mà mình lam lũ quá rồi mình ốm thôi, không nghĩ là bệnh nặng lắm. Tới chừng lấy chồng là tới 2 năm sau mới có bầu, là lúc mà mang bầu thì không ăn được cái gì luôn, bấm thân bấm teo vậy á. Là lúc đó đã biết bệnh chưa? Đi khám không phát hiện ra bệnh luôn. Lúc đó hai mẹ con cũng khó khăn, bác sĩ ra nói là một là cứu mẹ, hai là cứu con thôi. Lúc đó mẹ ở trong phòng đẻ thì phòng sinh thì nghe là nghe nói vậy thì cầu nguyện là cứu được con. Ba thì sau này ba cỡ lại á, ba nói là lúc đó ba rất là ích kỷ nhưng mà ba chỉ mong là cứu được mẹ thôi. Ba ở ngồi ba quỳ xuống luôn á thì ba xin cầu nguyện cho mẹ cứu được mẹ. Thì ở trong bệnh viện là mẹ nói là mỗi giá là con xin trời Phật là phù hộ sẽ cứu được con thôi. Chắc là hai người cùng xin nên được nhận hết luôn. Thì cứu được hai mẹ con thì xin con ra. Lúc căng nhặt lên là có một ký tán luôn. Thì quá người khen mà bé xíu gì vậy? Bé xíu siêu nhỏ lắm, anh Thành không có được. Khen luôn mà. Xin xong nhặt thì đúng 4 tháng rưỡi. Cứ ăn vô là ói ra thì bác sĩ mới đưa xuống bệnh viện thì đi nội soi. Rồi sau đây bác sĩ kêu là bị hư 3 mét rưỡi đường ruột. Nhập viện thì lúc đó kêu là con nhỏ quá. Nó nhỏ quá mà giờ bỏ con là ai giữ, mà lúc đó hai đứa ra tự lập khổ lắm. Đó này mẹ mình mới mất nữa. Nên là nó rất là nhiều cái vấn đề, nên là không nghĩ là cũng không phát hiện ra là cái bệnh thận đâu, mà chỉ nghĩ là bị dạ dày thôi. Xong rồi về nhà kêu cầm cự nè, kêu tới nhặt đúng 16 tháng thì nặng quá rồi thì lại đưa vô bệnh viện, thì lúc đó là phát hiện ra là bệnh thận. Là giai đoạn cuối rồi, lúc đó là bác sĩ kêu là nặng quá, đưa đi Chợ Rẫy rồi vô xin thì mướn một xe cấp cứu đi, tổng cộng cái cuộc đi là 4,5 triệu. Anh Thành chạy về nhà mượn khắp nơi không ra được 4,5 triệu đó. Cô ở trong bệnh viện cô mới thanh toán cho cái tiền viện phí mình, sau này mới gửi tiền lại cho cái cô đó, cô y tá ở trong bệnh viện. Trời, lúc đó cái chuyện chăm sóc Nhật nó phải làm sao? Lúc đó là Nhật gửi khắp hết. Cái Hà Nội thì ở xa, hồi đấy còn cậu nuôi mà có một mình cậu thì con trai nữa, nên là gửi cho những bạn bè ở Quy Nhơn á, cứ bữa nay đứa đây ẩm bữa mai đứa kia nuôi bữa. Nên Nhật không thích hát cái bài hát mà mẹ qua đời khi con còn trong nôi á. Nhớ mẹ lấy một côi, thì lúc đi thi giọng hát Việt Nhí lại cô Tường là biểu hát cái bài đó. Nó không chịu hát, nó nói nó không tập. Thế xong cái là nó nói là cái bài đó giống nguy sĩ hoàn cảnh của nó không tập. Vậy lúc đó mẹ mới nói nó là con đừng suy nghĩ vậy, là cái lời hát thôi, còn cuộc sống mẹ vẫn còn sống mà. Nên là nếu như con lấy cái cảm xúc đó con hát bài hát đó con sẽ ý nghĩa hơn, thì nó mới hát bài hát đó. Ngày xuân nào là của con, của những ai sống xa nhà. Xuân chỉ là giấc mơ được về nhà thôi. Xuân này chẳng có con, mẹ đừng khóc nhé mẹ, con xin sẽ về một ngày giấc mơ trong vòng tay con. Hay quá. Con hát bài này con có nhớ nhà con ở Quy Nhơn? Dạ, cái hồi mà con mới chuyển vô trong này là con ở cái nhà trọ cũ chứ. Cảm giác là người ta đi chơi nhưng mà con chỉ ở trong nhà với ba mẹ thôi, thì thấy nhớ quê nhiều. Tại vì ở quê là thường là cứ gần tới đón giao thừa là nhà con nấu nhiều đồ ăn lắm, bánh tét bánh chưng rồi đủ mọi cái hết. Mà vô trong này thì chỉ có vài món lặt vặt, xong rồi ba người gia đình rồi quay quần bên nhau vậy thôi. Cho chú Thuận hỏi á, là cái con đường âm nhạc của con. Dạ. Con muốn sau này con dạ. Hãy bật mí cho chú biết được không? Thì bây giờ là con vẫn chú tâm vào cái dòng nhạc quê hương nhiều nhất. Dạ. Nhưng mà từ khi mà mình cọ sát nhiều hơn thì bắt đầu là con tìm hiểu thêm một vài dòng nhạc khác, như là nhạc trẻ hay là nhạc ballad. Hả? Con có thích làm ca sĩ nổi tiếng không? Khi mà ở quê thì mình chỉ là con chỉ thích hát thôi. Ừ. Thích hát xong rồi con tìm một vài cái chương trình nhỏ ở tỉnh, ở thành phố hay là ở trường này nọ thì để con tham gia. Dần dần sau này thì một phần là vì gia đình thì thấy ba mẹ như vậy cũng khổ cực, xong một phần là vì đam mê, nên là con cũng như là một cái động lực để con cố gắng hơn để con theo đuổi cái con đường âm nhạc. Em nghĩ rằng là anh chị đó phải rất là nghị lực lắm mới có thể vượt qua được những cái ngày tháng đó, để mà ngày hôm nay khi mà ngồi kể lại trên miệng chị luôn luôn là cười, nhưng em biết rằng là nó chất chứa rất là nhiều cái nỗi lo.
Bởi vì mình cũng không biết là ngày mai mình sẽ như thế nào. Em nghĩ là cái mà chị lo nhất đó là lo cho Nhật. Lan biết là cứ sáng nào mình thức dậy á, là mình cũng bước ra cái tủ lên, mình chắp tay mình xin là con xin trời Phật phù hộ cho con sống hết một ngày hôm nay. Xin một ngày đó. Tối mình ngủ được là sáng hôm sau mình dậy mình thấy mình còn sống thì mình lại xin tiếp một ngày nữa thôi. Như vậy nhưng mà tới bây giờ này là tới mười mấy năm rồi đó. Nói chung là hai chồng cố gắng nhiều lắm. Mà cứ nghĩ rằng là tin một điều rằng là ông trời ông không lấy hết qua thứ gì mà cũng đúng rồi chị. Nên là mình ở hiền thì trời chỉ gặp lành thôi. Cứ tin là ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Những lúc mà mệt không á, ngày nào mà không có cứu á, là anh Thành cứ rỉ cho mình lỗ tai. Anh nói con là mẹ ơi cố gắng đi con chờ ở nhà. Hồi trước là bao nhiêu lần mà suýt chết á, cứ tách cứ một câu vậy là cứ nói là nằm rất là mệt nhưng mà nghe cái câu nói đó là tự nhiên mình cảm thấy mình mạnh mẽ lắm. Có khi nào con bắt gặp hình ảnh ba con chạy xe ở ngoài đường chở khách không? Dạ thì con thấy hoài luôn. Về nhà thấy mẹ nằm trên võng và thậm chí có những lúc mà về khuya quá mẹ không mở đèn lên được, thì những cái hình ảnh đó nó khiến cho con cảm nhận gì về cái cuộc sống của ba mẹ mình hiện tại? Khi mà mình thấy những cái cảnh nó nhiều á thì mới đầu là con cũng không thấy buồn nhiều, nhưng mà khi mình nhìn thấy nhiều thì cái đó giống như là cái gì đó để mình nó thôi thúc mình phải không được phải dừng chân lại, cố gắng phải luôn luôn cố gắng để mà cái mình cải thiện cái cuộc sống gia đình mình nhiều hơn. Vì tình trạng sức khỏe cho nên mỗi một ngày của mẹ là chỉ quanh quẩn bốn bức tường và cái khung cửa sổ này. Ngay cả cái việc cái ghế đá công viên mà đôi khi đối với mẹ di chuyển xuống dưới nó rất gần, nhưng đối với mẹ nó là một cái gì đó nó rất là xa xỉ. Nhiều hôm mà có cơ hội được là thì mỗi lần mà mẹ đi chạy thận về là hôm mẹ khỏe thì cái mẹ kêu ba gọi cho con để đi xuống, xong rồi nhà chạy lái xe ba chở hai mẹ con đi dạo xung quanh cho nó thoải mái rồi lại về nhà tiếp. Bao lâu rồi mẹ không về quê? Dạ từ hồi mẹ chuyển vào này là chưa về quê luôn. Có bao giờ mẹ nói mẹ nhớ quê không? Mẹ có một mong muốn là trước khi mẹ mất mẹ được về quê. Mình cứ nghĩ một cái gì đó nó rất là tích cực. Mỗi lần tuổi trẻ là con coi như ba thì như là cũng sẽ tìm một cái chuyện gì đó vui hơn để cho mẹ không có nghĩ tới nữa. Ngoài cái ước mơ rằng là cho mình sống hết ngày hôm nay thì chỉ còn một cái ước mơ gì nữa không? Bây giờ thì càng yếu lắm rồi, nhưng mà thật sự là hồi trước là mình lo cho Nhật, lo cho Nhật. Bây giờ thì thấy con cũng đã trưởng thành rồi, có thể tự lập được, nhưng mà nói con người nó tham lắm, vẫn còn muốn nữa, muốn nhìn con lớn nữa mà nhìn thấy con nó tiếp tục trưởng thành nữa. Ồ, con làm gì đó Nhật? Dạ con đang luộc rau. Ở nhà thì ai là người chịu trách nhiệm cái phần nấu bếp? Ba với mẹ nấu luôn. Ba nấu. Nhưng mà thường là tại ba con nấu là ăn không được ngon. Mẹ nấu chín xong rồi con với ba phụ chứ mẹ. Nhưng mà mẹ đứng nấu được không ạ? Hai ba con xách cái bếp từ là lên trên kia. Để mẹ ngay nấu chỗ dẫn luôn. Mẹ ngồi dạ. Chỗ mẹ nấu luôn. Dạ. Con biết là mẹ thích ăn những món nào? Mẹ con thích ăn canh non biển. Mẹ còn gì nữa không? Mẹ con kêu là món gì con thích ba thích là mẹ thích hết. Dạ. Người đầu bếp của bữa ăn ngày hôm nay là ai em biết không? Nhật. Đúng không Nhật? Dạ đúng chút chút. Đúng chút chút. Bây giờ con có thể nói sơ sơ về cái bữa ăn ngày hôm nay đi con ạ. Con làm món nào? Món này mẹ nấu. Nào. Món này mẹ nấu. Ờ. Món này mẹ nấu. Món này mẹ nấu. Món này mẹ nấu. Ai chà. Món này mẹ nấu. Nào. Món này con nấu. Con luộc. Dạ mời cô chú mời ba mẹ ăn cơm ạ. Dạ. Dạ mời anh chị. Mời cả nhà ăn cơm nghe. Cơm. Thành ơi, sắp tới á Thành có cái dự định gì cho cả nhà không hay là cho cá nhân mình không? Rồi xã vậy thì nó công việc mình khó lắm, đánh làm mình chạy xe rồi chứ lẽ là được cái là có dạy gia sư tại nhà, phụ huynh họ đồng ý với cái thời gian của mình á,
mình dạy theo cái thời gian mình trống được. Hồi trước có trường cấp ba học trong Hồng Hà, họ cũng nhận, họ nhận về anh vừa công tác. Nhưng anh vừa công tác được 3 tuần thì phải cứ lo cho chị. Cứ hay bị mệt mà đi dạy thì trên trường thì cứ suy nghĩ hoài thì ảnh hưởng rất là nhiều. Không được, khó lắm. Trường tạo điều kiện cho mình nhưng mà cuối cùng mình làm như thế này, phải nó ấy nấy. Cho nên là bây giờ quyết định là cứ đánh là chị Hiên, nhưng mà chị Hiên đến việc cái là chị cứ bắt từ đây qua điểm B xong rồi mình phải quay trở lại ở đây. Cái mốc là phải quay về đây chứ sợ mệt bất cứ lúc nào không biết làm sao. Cứ tới đây mà nếu mà vợ không sao thì có cuốc là mình nhận mình đi tiếp. Còn nếu mệt là mình tắt luôn. Cho nên mình chạy về cái nó ít cuốc lắm. Thành, có tháng nào mà gia đình bấp bênh không đủ bao nhiêu chi phí trang liên tục cũng cứ lấy cái này đép cái kia. Hồi mà tụi em vô đấy, mới vô hôm nay á là nói chung là khó lắm, không có tiền luôn. Mà lúc đó là anh Thành đi chạy Grab tới 1-2 giờ sáng luôn. Em hồi đó là cứ tuần này cũng bán cá mà vẫn không đủ tiền, có nghĩa là làm cái gì cũng không thấy nó khó khăn, mà em cảm giác như nó bị ngạt thở vậy á, bị mệt, bị đuối luôn. Xong rồi cái Tết năm đó là anh Thành đóng cửa luôn, không có ra khỏi nhà luôn, có nghĩa là không có đi đâu luôn nghĩa. Ở trong nhà chơi trò chơi, tự tổ chức trò chơi, rồi 3 thành viên chơi trong nhà với trong phòng đó luôn, trong cái căn phòng mà có 10 m². Xong rồi sau đó thì mọi người đã biết em bán hàng online đó, là mọi người ủng hộ qua cách mua hàng. Từ đó thì em đã chuyển được vào phòng để ở, thì em thấy thoải mái hơn, sức khỏe em còn đỡ hơn. Còn hồi trước yếu lắm, em cứ nghĩ thì là cánh cửa này đóng lại nó mở ra cánh cửa khác. Đúng nên vậy. Là dạ nên là em cứ hy vọng như vậy, em cứ nói với nhà của anh Thành là mình cứ ráng cố gắng biết đâu ngày mai nó tốt hơn. Yes. Dạ. Anh rất thích được nghe câu nói này. Dạ. Nhiều lúc mẹ con khóc á, cái con kiểu như là tại vì người ta cũng biết tới gia đình con nhiều, mà con khi mà con thấy mẹ khóc nhiều con cũng sợ là khi mà người ta nhìn vào người ta nó thương hại. Dạ. Con biết là mẹ không phải là mẹ như vậy, nhưng mà tại vì mỗi khi mà mẹ kể tới là giống như là cái cảm xúc nó bắt đầu nó tự nó như vậy bộc phát. Con cũng hay nói mẹ nhiều lắm, nhưng mà mẹ nói là cái đó là tại vì do nó có sẵn trong mẹ. Nhưng mà sợ kiểu giống như là người ta sẽ nói ra nói vô, đúng không con? Dạ. Nhưng mà con đừng lo. Dạ. Đó, tất cả mọi cái là một cái cảm xúc tự nhiên của một con. Mỗi lần mà Nhật hát về mẹ, em nói là coi con nó hát bác mới gì đâu phải khóc. Em nói từ lòng em vậy đó. Nhưng mà cứ lên thấy nó đứng lên sân khấu là thế nào em ngồi dưới em cũng khóc. Hồi nãy nó hát mà anh cũng muốn khóc nữa, không hồ chi mà em. Mẹ con là kiểu không cần hát mấy bài gì mẹ hay gia đình thôi. Mẹ mỗi lần mà mẹ được trực tiếp nhìn thấy con hát trên sân khấu là mỗi lần là giống như là được lần nào là mẹ cảm thấy hạnh phúc lần đó. Đúng rồi. Hồi nãy thật sự là anh và Nhật cũng có nói chuyện rất nhiều, và thậm chí là hôm nay nhân chương trình Gọi Cửa Thăm Nhà tới đây với một cái không khí nó đặc biệt như thế này thì chú rất muốn con bày tỏ cái tình cảm của con. Con có cái món quà nhỏ nhỏ đây. Đây là tối hôm qua khi mà con biết là có chú Thuận với cô Lan tới thì con cũng chuẩn bị có một món quà là dành cho cha mẹ của con. Đây thôi, để ba mẹ coi đi. Chú nó khỏe gia đình nó. À. Con mong gia đình mình sẽ mãi thật hạnh phúc, luôn vui vẻ, bình an. Dù có khó khăn thế nào, chỉ cần gia đình mình bên cạnh nhau thì con sẽ luôn cố gắng vượt qua. Vì ba mẹ là động lực lớn nhất đối với con. Và con biết với ba mẹ con cũng vậy. Cả nhà mình cùng cố gắng để gia đình mãi bên cạnh nhau và cho mẹ được thay thẳng. Con và ba luôn khỏe mạnh và nhà mình càng yêu thương nhau nữa ba mẹ nhé. Con yêu ba mẹ nhiều. Má con mẹ cái đi. Nó vẽ mà nó vẽ thêm cả cúng vô này nữa. Nàng vẽ mẹ xấu quá. Ủa con vẽ luôn hả? Trời. Là Nhật ngồi đang khiếu hát thì còn có đang khiếu vẽ nữa. Hạnh phúc quá em ơi, thiệt sự hạnh phúc. Anh có nghe cái chi tiết là cả nhà ba người trong cái căn phòng 10 m² đóng cửa lại rồi bày những cái trò chơi quây quần bên nhau. Thật sự có những gia đình sống trong một cái căn nhà rất lớn, rất rộng, thế nhưng tìm được những khoảnh khắc đó lại cực kỳ khó. Và anh hy vọng rằng là gia đình chúng ta cứ tiếp tục với những cái không khí đó để tiếp sức cho nhau. Trước đây là Nhật đã hát về mẹ rất là nhiều. Dạ.
rồi hát tặng cho mẹ cũng nhiều lắm. Hôm nay mình đổi tí xíu đi, mình có cái gì mình tặng cho ba không? Con biết ba cũng vì con vì mẹ rất là khổ cực. Cũng sắp tới sinh nhật của ba, con muốn tặng cho ba một bài hát tên là Cha và Con Trai. Cảm ơn con. Tháng năm dòng đưa nhiều vui vã, buồn ba nơi xứ xa quê người. Lắm khi đời mệt nhoài thân ta, nhưng tim vẫn nhớ nơi quê nhà. Về nơi tôi sinh ra, một miền quê hương bao la, nơi chẳng thể phai nhòa. Nơi quê hương tôi, tuổi thơ hay dòng chơi, nơi có cha của tôi. Cho tôi lời ngọt ngào bên nôi, cho tôi những kỷ đầu đời, cho tôi cả vùng trời tôi yêu thương, cho tôi được khôn lớn. Con nhớ cha, muốn trở về, được che chở ấm áp trong vòng tay nồng nàn đến cuối đời, cũng chẳng muốn xa vời cha. Con nhớ cha. Ba con thì trước giờ con chưa có tặng ba gì hết trơn. Có cô vào bài hát hay gì ba cũng cơ là hát về mẹ. Nên là đây là chắc là lần hồi nhỏ giờ mà nếu như mà tặng ba, hai ba mẹ mà có một cái gì mà để mà tranh cãi nhau á, lúc nào nó cũng binh cho mẹ, là mẹ có sai cái gì nó cũng binh mẹ, nên là ba chịu thiệt thòi. Không sao đâu, không sao đâu. À, em nghĩ cái người mà em sẽ gửi cái lời cảm ơn nhiều nhất đó là anh. Đúng rồi. À, anh là một người rất là ít nói. À, anh chỉ làm thôi, anh chỉ hành động thôi. Và nếu như không có cái sự kiên cường của anh, sự chung thủy của anh trong suốt mười mấy năm qua, thì có lẽ là cũng rất là khó cho chị Đức để có thể vượt qua được. Ngày hôm nay đặc biệt là em sẽ gửi lời cảm ơn đến anh, một người đàn ông trụ cột của gia đình. Và cũng chúc cho Thành, Thành có thật nhiều là sức khỏe, thì sẽ có được những giây phút cực kỳ ấm áp trên lưng của mình, đó chính là cổng vợt đi dạo vòng vòng. Ngao Du Sơn Thủy Thuận cũng phải nói rằng là dành một cái lời cảm ơn, phải nói là trân trọng đến với Thành. Một người chồng, một người cha quá tuyệt vời. Cho tới giờ này thì em đã rất là mãn nguyện, nhưng em vẫn cứ tham. Tham đó là em vẫn áp ước nữa, là hồi trước là em chỉ mơ được. Lúc em chạy thẳng là con mới 16 tháng, thì em xin mỗi ngày đó là chờ con em nó lớn lên. Nhưng mà được 15 năm rồi, giờ em lại muốn xin thêm nữa, đã nhìn thấy con em nó trưởng thành hơn nữa, và nhìn thấy nó bước lên dẫn dắt hơn trong tương lai. Còn với anh thì lời cảm ơn cho em nói bao nhiêu cũng không hết, nên là một lần nữa thì nhân chương trình và muốn cảm ơn cảm ơn cái gì anh đi sinh cho em rất là nhiều. Anh là con trai trưởng. Hồi trước thì tụi em là cứ mỗi tuần là chạy về với ba má một lần. Em thì không còn ba mẹ nữa, nên em coi ba má anh giống như ba má của em, nên em không nghĩ là em sẽ ở Sài Gòn. Em nghĩ là khỏe thì em sẽ quay về đó. Chính vì đó mà cái ngôi nhà nhỏ ở em, ngôi nhà đó là không phải là tụi em mua được đâu, mà tiền của những người anh em cô chú rồi góp lại cho em mua cái nhà đó. Thì em mới nói anh là thôi đợi cái nhà đó, là để sau này có dịp em nhất định em khỏe em sẽ quay về cái nhà đó. Nhà nó viên gạch xanh, viên gạch đỏ, viên gạch vàng, có nghĩa là lúc mua về thì nó tàn lắm. Anh mới đi xin những gạch mà nhà người ta xây á, mà dư ra những cái viên thì ráp vô thì nó mới ra cái nhà đó. Em thực sự là có kẹt cái lúc mà kẹt tiền không, em cũng không muốn bán cái nhà đó, bởi vì nó quá nhiều cái kỷ niệm đối với tụi em. Nó đã tích góp từ cả cái tình yêu và tất cả mọi cái, nên em không muốn bán cái nhà đó. Mặc dù nó rất nhỏ nhưng đối với em là nó rất là cái gì đó, nó lớn lao lắm, nên em muốn giữ nó lại. Thì anh cũng hy vọng rằng là sớm thôi cả gia đình sẽ cùng về căn nhà đó, tận hưởng được cái niềm hạnh phúc trọn vẹn ở tại căn nhà đó. Em cảm ơn rất là nhiều. Đây là một cái câu chuyện mà nó cho chúng ta rất là nhiều cái động lực, rất là nhiều cái năng lượng tích cực từ cả ba thành viên. Hy vọng rằng là mình sẽ gặp nhau ở một cái chương trình khác, ở một cái diện mạo khác, lúc đó mình khỏe hơn, mình vui hơn,
và mình có thể cùng với lại hai cha con hát ca bồng bềnh. Đúng rồi đó. Cảm ơn đến quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của Gõ Cửa Thăm Nhà 22:45 trên kênh HTV7 vào thứ năm hàng tuần. Bây giờ thì anh Quốc Thuận, Ngọc Lan cũng như là gia đình của em Nhật xin được chào tạm biệt.